Hãy theo thời. Ngày 3, 12, Giáo hội mừng lễ Thánh Francisco Xavier, một nhà truyền giáo vĩ đại, người tiên phong cho cuộc truyền giáo thời đại mới. Đọc lại tiểu sử để thấy cuộc đời Ngài được dệt bằng những tiếng gọi hãy theo thầy. Thánh nhân sinh năm 1506 tại lâu đài Xavier trong một gia đình quyền quý của vương quốc Nava nhỏ bé miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi Ngài 5 tuổi, nước Tây Ban Nha thôn tính và sát nhập Nava khiến gia đình Ngài lâm cảnh nước mất nhà tan. Muốn tiến thân bằng con đường trí thức, năm 17 tuổi Ngài đến Paris học, 1525-1536. Tại Paris Ngài sống trong cùng một căn phòng với chân phước Pedro Favre và sau đó với thánh Ignacio. Lần lượt Pedro Favre rồi Francisco Xavier được thánh Ignacio thu phục. Năm 28 tuổi Ngài cùng với nhóm bạn của thánh Ignacio khấn sống khó nghề, khiết tịnh và làm việc tông đồ. Năm 31 tuổi, Ngài chịu chức linh mục tại Venezia miền đông bắc nước Ý năm 1537. Năm 35 tuổi Ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh Đức Thánh Cha Phaolô Bà. Tháng 4, 1541 Ngài xuống tàu tại Lisbon và mãi 14 tháng sau mới đến được qua bên Ấn Độ. Trong suốt 10 năm truyền giáo, 1542-1552, Ngài đã đi cả 100.000 cây số. Trong 7 năm đầu, Ngài truyền giáo ở mũi Comorin, sau đó ở Ceylon, Malaysia và từ đó đến Indonesia. Là vị giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng đầu tiên ngoài châu Âu, Ngài yêu mến và gắn bó keo sơn với Chúa Giê-xu, tha thiết với dòng và anh em trong dòng, kính trọng và tuân phục thánh Ignacio, nhiệt thành lạ lùng với việc tông đồ. Ngài đã rửa tội cho hàng trăm ngàn tân tòng và gây dựng nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thành quả tông đồ của Ngài đã tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh. Trong vòng 2 năm, 1549-1551, Ngài đã thành lập một cộng đoàn tín hữu ở Nhật Bản. Trước khi ra đi, Ngài trao lại cho một linh mục Bồ Đào Nha. 20 năm sau, cộng đoàn này đã lên đến 30.000 người. Cuối cùng, vì muốn vào Trung Quốc truyền đạo, Ngài đã đến đảo Thường Xuyên ngay cửa khẩu Quảng Châu để chở thuyền lén lút đưa Ngài vào Trung Quốc. Tiếc rằng tại đây Ngài ngã bệnh và qua đời trong một chòi tranh chỉ có anh thanh niên trẻ thông dịch viên bên cạnh. Vài tuần lễ sau, người ta từ qua đến tìm xác Ngài, đem về qua để chôn cất. Thánh Francisco Xavier qua đời ngày 3/12/1552, được DTC Gregor 15 phong thánh cùng với thánh Ignacio vào năm 1622 và được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Nhìn cuộc đời thánh Francisco Xavier trong ba tiếng gọi, lời Chúa, bề bàn và nhu cầu truyền giáo cũng là một cách học tập đời sống của Ngài để hòa lại trong đời sống của mình. Đời mỗi tín hữu cũng đong đầy những tiếng gọi như thế. Xin cho những tiếng gọi của lời Chúa được ta lắng nghe chân thành và thực thi trung thành, bởi đó là ánh sáng soi lối ta đi. Xin cho những tiếng gọi từ những người xung quanh không bị ta quên lãng, bởi tưởng như tầm thường, nhưng đó lại là tiếng gọi nhiều khi rất quý hiếm cho vững bước đi lên. Và xin cho nhu cầu truyền giáo của giáo hội luôn là tiếng gọi ta phải quan tâm để ý, bởi đó là sự sống và là sự sống còn của giáo hội. Mọi tiếng gọi đều hướng về lời mời gọi cao cả nhất, hãy theo thầy. Hãy theo thầy, lời mời năm xưa cũng là lời mời được lặp lại trong từng ngày sống. Hãy theo thầy, sau những vấp ngã, yếu đuối và chối thầy như thánh Phêrô đã từng trải nghiệm. Hãy theo thầy, sau khi những giấc mơ trần tục bị tan vỡ bởi biến cố núi sọ mà các tông đồ đã kinh nghiệm. Hãy theo thầy để giang tay ra và đến nơi mình không muốn đến như cuộc đời thánh Phêrô. Hãy theo thầy để củng cố anh em và chăn dắt chiên của thầy. LC 22, 31-32. Hãy theo thầy để ra đi và giao giảng cho muôn dân. MT 28:19. Theo là phải biết, phải tin, phải yêu mến và phải làm như lời thầy dạy. Theo Chúa Giê-xu là từ bỏ và vác thập giá. Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. MC 8:34. Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh là nguồn linh hứng cho mọi ơn gọi. Hồng ơn thánh thần của thập giá là nguồn gốc mọi hồng ơn. Khi từ bỏ mình, thánh Francisco Xavier không đi tìm danh lợi và sự hãnh diện cho chính bản thân. Từ bỏ mình cũng có nghĩa là từ chối nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống giúp thăng tiến bản thân. Khi lựa chọn bước theo Chúa Giê-xu, như các tông đồ, thuyền lữ buông bỏ, gia đình cũng xin chia tay, ghế thâu thuế cũng trả lại. Từ bỏ mình chưa đủ, Chúa Giê-xu còn đòi hỏi phải vác thập giá của mình mà bước theo.
Vác thập giá của mình đó chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những vất vả, đau khổ, thử thách mà các môn đệ sẽ gặp suốt hành trình. Con đường theo Chúa giờ không trải đầy nhung lụa mà là những gai nhọn và gian nan. Con đường đó dẫn lối về hạnh phúc cho những ai dám từ bỏ để sống cho Chúa, dám sống đời hèn mọn, dám sống đời tận hiến với quyết tâm thuộc trọn về Chúa suốt đời. Đó là ơn gọi cho những người bước đi theo Thầy giờ. Nhờ lời Thánh Francisco Xavier chuyển cầu, xin Chúa cho chúng con được trung thành đi theo Chúa. Nhờ đó, chúng con thật sự trở nên chứng nhân, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh và phẩm giá con người được tôn trọng.